Tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu cô ấy mẫu máy xay giò 5 cân. Với mẫu máy xay giò 5 cân này thì mình làm cái nồi với tốc dày dặn nhá. Thì nồi đấy là nồi 30 phân này. Cái sàn cao nó là 25 phân này. 25 phân này, nồi nấu 34 này. Đấy dặn này, và khung bình đốc này, motor này, sót này. Lớp bao đá nhá. Đấy, nồi dày dặn nè. Đấy, dao 4 lưỡi 4 cánh này. Đấy. Thì các bạn từ khung dày dặn này. Các bạn mua máy xay giò liên hệ qua số 0934482220 0904432111. Bởi 146 Nguyễn Trãi và 795 phòng phường Ba Đình, phố Thanh Hóa, sửa Ba Thanh Hóa.com. Giờ. Vâng, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ Hà Nam. Thank you.